Sáng nay cho mình gói bánh này, ăn vậy. Mất à, nhìn em này. Lại nhìn em này. Em vừa nào ăn gì ấy? Nên chị đang chuẩn bị ăn sáng không? Từ sáng là chị chưa ăn cái gì vào có bụng một chiều. Nhìn em à. Làm sao? Làm gì không? Không được dừng tay. Ăn kiểu đấy nữa. Ăn bình thường nên được còn ăn như thế nữa. Trò chơi á? Em bỏ ra đi. Em bỏ, đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Bỏ ra, chỉ em chơi trò chơi. Không, tí ăn tiếp. Rồi, đây. Này, thế bây giờ chơi trò chơi gì? Ăn kiểu đấy gì? Thì em làm sao thắng được chị? Trời ơi, chạy đi chơi mà không để ý à? Cục cục quần như thế. Rồi, chị em chơi. Trời ơi, mà chị đói lắm mà ăn gì thế? Làm sao mà ăn được nhỉ? Đây. Ăn là ăn Oreo, phải ăn theo cách của nó. Phải xoáy bánh ra này, không chấm sữa. Ai ăn như thế? Để nhá. Em làm trước thì chị làm sau? Hay hai chị em cùng làm? Đây. Lại nhá. Nhưng mà chị thấy ăn này mệt lắm. Cầm bóc ăn luôn. Sao? Sao? Thế không hay. Anh ấy cầm bóc ăn luôn. Nói gì? Ăn bên này nó còn cười không? Cái này bẩn rồi. Thử lại lần nữa nhé. Được. Một lần này nữa thôi nhé. Trời ơi, sáng ra ăn cái bánh như thế này thì khổ quá. Mua được cái nữa. Nhìn chị đây này. Đây để mũi đi xem đâu. Gầy gầy mũi đi, gầy gầy mũi đi. Mũi không được đâu. Em hãy chơi rồi đúng không? Dạ. Thế là sao chơi giỏi phết đấy chứ. Chơi trò này hay ấy. Này đi vào nhà chị chơi tiếp đi. Ở ngoài này á, chơi không vui. Không nhận mình á. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.